chào các bạn. Trưa các bạn ơi, bữa nay 13 tháng 6 âm lịch, nắng quá. Gặp đâu quay đó. Đang tưới nè các bạn, núi bà đang tưới nè, nắng quá. Trước khi tôi quay cái này là cái tiêu đề này, các bạn coi xem lại nè, cách trồng mai lấy đế cách 1 đó. Các bạn cứ đánh vô cách trồng mai lấy đế cách 1 thì có con chó con gà gì các bạn, rồi nó bươi nó banh cái bầu á chứ, nó banh ra thì nó cái đế nó lòi lên đó. Thành ra tôi mới có cái chủ đề này đây. Chủ đề này nó không dính dấp gì nha các bạn, nó không có, nhưng mà cái qua năm thì nó mình áp dụng được các bạn. Đây tôi tưới nè các bạn, tưới vậy nè. Một 7 công đất mà tôi ta một tháng, tôi bình thường tháng nắng tôi đóng 600-700 ngàn tiền điện, tôi tưới dữ lắm đó, thành ra nó mới tốt vậy các bạn. Rồi bây giờ mình coi cái kết quả nha các bạn. Nè tôi nhắc lại nè, cách trồng mai lấy đế mở ngoặt cách 1 thì các bạn sẽ thấy sau khi mình trồng thì nó ra vậy các bạn. Là bị con gà nó bươi chứ. Đây nè, nguyên cái khung cảnh đang tưới. Cái clip này đơn giản các bạn, gọn nhẹ không dài dòng luôn. Mình xem khung cảnh nha các bạn. Rồi quay qua núi bà, thấy chưa? Còn cái cây này các bạn, chôm chôm măng cục nha, này măng cục chứ không phải mà cây, nếu mà cây mai vậy là thôi. Sướng lắm. Rồi bây giờ kết quả nè, coi kết quả cái mình nghĩ liền. Đây nè các bạn, đây nè cái bạn đi, khi mà các bạn xem lại cái cách trồng mai lấy đế, tôi nhắc đi nhắc lại để các bạn thấy nha. Phần 1 thì các bạn sẽ thấy này. Bây giờ tôi dở ra nè, cái cây này là nó, các bạn ở nhà rồi nó nhiều quá đi rồi thấy rồi cũng làm biến nữa. Đây nè, bây giờ tôi mở cái này lên nha, đây nè. Thì bây giờ cái cách của tôi đây đó. Còn các bạn này hỏi cái bao này là cái bao gì thì tôi nói luôn là tôi cũng không biết nữa. Ra cái tiệm người ta bán, sao tôi thấy bán đồ sắt ha, bán ống mũ ống nước rồi đó. Thì cái này nè, cái này là nó là một thước hai thước 8 các bạn ơi, nó cũng rẻ lắm, nó khoảng 20-20 mấy ngàn mà mình cắt rau được 4-5 cái gì đó. Đây nè, cái bề này nè ha, là khoảng 2,7 tấn, nó cắt ra quấn nè, nó quấn thành cái bầu thì bạn quấn. Đây nè cái kết quả này các bạn, cái này coi được nè, đây nè các bạn thấy không, thôi tôi lấy lên luôn nè, đây nè các bạn thấy không, đây là kết quả tôi làm là trước rồi tôi mới quay. Đây quay nè, ô cái mai này để tôi sửa nó lại. Đây nè, thì các bạn thấy không, khi mà mình quấn trong cái bầu này thì cái rễ nó đi không được các bạn. Nè nó quấn nè, xa ha, nó quấn một cái vòng đây, nó quấn thành nè, thôi lấy lên luôn à. Nè các bạn nè, bây giờ nè, thôi vô trong mát đi. Đây nè, nè các bạn thấy chưa, đây nè, nè rồi. Đây thì mình khi mà mình tạo nó các bạn, mình tạo theo cái kiểu mô hình của tôi á, thì nó thành một cái vòng tròn nè, cái rễ á nó ra cái bầu không được cái nè, nó đụng nè, nó đụng, nó ra tới đây đụng cái bầu này nó đâm xuống đây, bạn thấy không, bây giờ nó trở thành, không biết thấy không, đây nè, trên quay xuống coi nè, bạn thấy chưa. Rồi rồi thôi nha các bạn, xem cái kết quả trồng theo cái cách trồng mai, trồng cây mai, cách trồng cây mai hồi nãy nói rồi cách 1 đó, thì bây giờ vậy đó, do mình quấn cái bầu vậy thì cuối cùng nó nhốt lại cái này. Rồi các bạn cứ xem lại cách trồng cây mai, cây mai con hay gì đó, trời nãy nói rồi giờ quên mà rồi đó các bạn. Tính nghỉ đây nè, tính bữa nay nghỉ sáng hơi
rồi vô gặp đâu quay đó nè, để cho các bạn xem chơi thôi. Rồi Tết qua Tết đi, đừng có nóng, nó sẽ thành cái này các bạn nè. À, rồi thôi thì bây giờ vậy nè, tôi nói với mấy cái ông bạn gần già đây nè, thôi mình cho 50 đi, trở lên đi ha, xếp vô cái nhóm bạn gần già đi. Còn những cái anh lớn của mình kêu bằng chú bác được rồi, cho kêu anh luôn cho dễ. Mấy ông già này cũng thích lắm, có những cái chú bác lớn hơn mình mười mấy tuổi bạn. Ồ, điện vô nói thấy chú ấy quá, tôi